Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Nếu những người nào mà đã mua cốc thiền thư hay là đang sử dụng cốc thiền thư thì quý vị cũng nên biết về cốc thiền thư và những truyền thuyết thú vị trong phong thủy. Với cốc thiền thư hay còn gọi là cốc vàng gặp tiền thì là một con cốc chỉ có 3 chân, nó chắc chỉ đứng sau tỷ hưu, linh vật thứ hai trong phong thủy. Thiền thư là một linh vật huyền thoại, cốc vàng 3 chân, nó là biểu tượng của thần tài, là sự may mắn về kinh doanh và tiền bạc. Mỗi người trong kinh doanh hay là các doanh nhân ai cũng phải sở hữu. Hãy cùng khám phá về chủ đề truyền thuyết cốc thiền thư. Tương truyền ngày xưa có một tu sĩ tên là Lưu Hải đã dùng kế để thu phục cốc vàng yêu quái và thành tiên. Lưu Hải là đệ tử của Lã Động Tân, Tích Chu Du Tứ Hải, hàng yêu phục ma, bố thí tạo phúc nhân thế. Lưu Hải hàng ngày được thu phục các con yêu tinh như cóc. Nó đã bị thương và cụt mất chân, cho nên sau này cóc vàng chỉ có 3 chân. Từ đó cóc vàng thuần phục dưới trướng của Lưu Hải, chuyên nhả tiền vàng để giúp cho dân nghèo và được gọi là chiêu tài, hay người ta còn gọi là cóc vàng mời gọi tiền tài. Và những hình ảnh về cốc thiền thư như quý vị đã nhìn thấy, thiền thư xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó là sự báo tin cho gia chủ nhà ấy sẽ được gặp được sự giàu có phú quý. Vì vậy thiền thư được người đời tôn xưng là một con vật quý, biểu tượng cho sự vượng tài. Thiền thư khi thỉnh thì chúng ta cần phải làm thủ tục như khai quang điểm nhãn, tương tự như tỷ hưu, tuy nhiên vẫn có chút khác biệt. Thiền thư thông nhân tính, vì thế khi khai quang tốt nhất chỉ nên có một mình gia chủ. Thiền thư sau khi được khai quang, nhìn thấy ai đầu tiên sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó. Vì thế có người dùng rất là tốt nhưng đem tặng cho người khác thì lại không linh nghiệm nữa vì cái lý do này. Có ý kiến cho rằng nên trưng thiền thư trong phòng khách, thì buổi sáng thì chúng ta quay đầu ra và buổi chiều chúng ta quay đầu vào, buổi tối thì chúng ta cũng làm theo cái hình thức như vậy, và cứ một buổi quay ra một buổi quay vào. Để làm gì? Tức là cái cách phong thủy của mỗi người chơi nó khác nhau. Nghĩ rằng là điều này là để đớp tiền bên ngoài để nhả vào trong nhà cho gia chủ. Mỗi người có một cách chơi khác nhau. Và ý nghĩa của cốc thiền thư trong phong thủy, thiền thư là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia đạo, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy, hoặc là để tặng cho bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hỷ sự. Trong phong thủy thì thiền thư chủ yếu dùng cho việc chiêu tài, vì thế linh vật này có thể đặt ở bàn thờ ông địa hoặc là trên mặt két tiền. Khi đặt ở mặt thiền thư phải hướng ra ngoài cửa. Bên cạnh đó, thiền thư còn giúp cho gia chủ ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát về tiền bạc. Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc có một chút cóc ngọc tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngọc tiền được tin là có một sức mạnh độc đáo đầy quyền năng,
Nó có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn đối mặt với công việc trong cuộc sống. Ngoài ra thì thiền thư còn có một số công dụng như bổ trợ cho những người làm nghề phải giao tiếp nhiều. Đối với trường hợp này, có thể đặt thiền thư ở tay trái đối với người nam và tay phải đối với người nữ. Cách bài trí góc thiền thư: đặt ở hướng tiền tài như là hướng đông nam ở các phòng chính, phòng làm việc của gia đình để thu hút nhiều vận may về tiền bạc cho bạn. Để thu hút được nhiều hợp đồng hay tiền lãi trong công việc, bạn hãy đặt chú thiền thư trên bàn làm việc hoặc ở góc xéo đối với cửa chính. Mặc dù không có quy định cho việc chúng ta chơi bao nhiêu chú góc thiền thư trong gia đình, nhưng các chuyên gia phong thủy thì khuyên rằng chỉ nên có tối đa là 9 chú góc thiền thư ngậm tiền trong nhà mà thôi. Đó là một con số đại diện cho 9 hướng chiêu tài cho gia đình bạn. Các bạn hãy đặt chúng một cách cẩn thận ở những nơi trong gia đình, trừ những nơi cần phải tránh ra. Ví dụ như là những cái nơi tránh như là chúng ta đặt ở trong bếp, trong nhà vệ sinh thì chúng ta nên tránh. Bạn có thể đặt ở những vật phẩm này một cách cẩn thận như là chúng ta đặt ở sau bàn ghế hay là cạnh bàn trà, rồi thì bàn thần tài ở phòng khách rất là sang trọng. Nếu cảm thấy 9 chú thiền thư mà là quá nhiều thì chúng ta có thể dùng 6 cũng rất là đẹp. Đấy là những cái cách mà chúng ta dùng nó tối đa, tức là nhiều, còn không thì người ta dùng một chú thiền thư ở bàn thần tài, một chú thiền thư ở bàn làm việc và một chú thiền thư ở phòng khách. Đấy là cũng là một trong những cái cách mà chúng ta chơi những chú thiền thư, chứ không căn cứ gì là chúng ta phải chơi một chú thiền thư. Cho nên là chúng ta đã nói đến thiền thư là một dòng linh vật thu hút tài lộc rất là tốt trong phong thủy. Khi mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị tất cả những cái chú cóc thiền thư và những cái mẫu cóc thiền thư được làm trên chất liệu gỗ quý như thế này, nếu như quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu những chú cóc thì quý vị có thể liên hệ đến trung tâm Đỗ Văn Sáu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị thấy hay, hãy like, chia sẻ cho Đồ Gỗ Văn Sáu. Xin cảm ơn.